Roland Thiên Tài, xin chào tất cả các bạn anh chị đã quay lại với trang fanpage Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Roland Thiên Tài của mình. Thì hôm nay shop cập nhật về một số ít hãng loa FPT để phục vụ cho các hộ gia đình cũng như là anh chị em làm âm thanh, để chúng ta ráp một bộ loa để chúng ta hát karaoke tại nhà. Thì đây là một dòng sản phẩm loa FPT được nhập khẩu từ Italy. Một dòng loa liền công suất, một dòng loa rất là cao cấp hiện nay. Thì bây giờ Tài sẽ unboxing khui hộp chiếc loa FPT Romax 110A được sản xuất và nhập khẩu tại Italy. Đây là một dòng loa FPT Romax 110A, một dòng loa rất là cao cấp trong dòng loa FPT hiện nay. Có thể nói là dòng gọi là gần cũng có thể gọi là dòng rất là cao cấp trong dòng FPT, trong dòng Romax. Thì con Romax FPT 110A này nó chỉ thua con 112 và 114, Romax 114 và 112. Mời anh chị cùng xem Tài unboxing khui hộp chiếc loa FPT Romax 110A. Mời anh chị cùng xem, mời camera chúng ta cùng quay cận cảnh một chiếc loa xịn sò cũng như là rất là cao cấp. Mời anh chị chúng ta cùng xem. Unboxing khui hộp cho anh chị em chúng ta cùng chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của chiếc loa FPT Romax 110A. Một dòng loa FPT rất là cao cấp, một dòng loa rất là xịn được nhập khẩu từ Italy. Và anh chị em xa gần có nhu cầu quan tâm tới một sản phẩm mình đang review trên, cứ inbox cho anh em nha. Bên trong chúng ta có một miếng xốp để chống sốc. Sau đó bên trong rất là quan trọng, đó là một chiếc loa FPT Romax 110A. Chúng ta sẽ lôi nó ra khỏi chiếc thùng. Wow, rất đẹp. Bên trong chúng ta sẽ bao gồm một sợi dây rắc nguồn cũng như là một chiếc loa của hãng FPT. Đây là chiếc loa FPT Romax 110A, in boxing cho anh chị em chúng ta cùng xem cũng như là chiêm ngưỡng, xem mình cùng phối hợp một con loa rất là cao cấp, rất là xịn, được nhập khẩu từ Italy. Đây, chúng ta cùng xem FPT Romax 110A. Đây là một con loa liền công suất. Chúng ta có thể kết hợp với lại vang số hoặc là bàn mixer thì chúng ta chỉ việc hát karaoke thôi. Thì đây là một con loa được nhập khẩu từ Italy, Made in Italia. Chúng ta cùng xem các thông số cũng như là kỹ thuật trên chiếc loa FPT Romax 110A. Đây là hình chiếc loa cũng như là design từ Italy. Đây là các thông số kỹ thuật của chiếc loa. Chiếc loa này nặng khoảng tầm 12 tới 14 kg thì phải. Đây là các thông số và kỹ thuật của nhà sản xuất người ta làm ra, người ta đã để hết trên này rồi. Con loa này là 900W. Tuy nhỏ, loa thì tuy nhỏ nhưng mà công suất rất là khủng khiếp nha anh chị, công suất rất là lớn luôn. Đấy, bên trong chúng ta sẽ có một cuốn vở hướng dẫn chúng ta sử dụng cũng như là các chi tiết loa này anh chị. Thì con của chúng ta vừa unboxing xong khui hộp, thì đây là dòng cuối cùng FPT Romax 110A nè anh chị. Con này chỉ thua hai con phía trên này thôi, 112 và 114. Vừa rồi chúng ta cũng đã xem khui hộp ra một chiếc 110A.
mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho hai con loa FPT Romax 110A cho anh chị chúng ta cùng xem. Thì mình sẽ lấy thêm một chiếc nữa để quay từng chi tiết cận cảnh cho một chiếc loa cho anh chị chúng ta cùng xem về dòng loa FPT này. Vừa rồi Tài đã khui hộp một chiếc loa FPT Romax 110A cho anh chị em chúng ta cùng xem. Nếu như anh chị em xa gần có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm em vừa khui cũng như là review trên vừa khui hộp xong thì cứ inbox cho anh em nha. Thì đây là mẫu loa FPT rất là cao cấp từ dòng loa của hãng loa của FPT của Ý. Mình sẽ quay cận cảnh cho anh chị em cùng xem từng chi tiết của chiếc loa FPT này. Made in Italia, Romax 110A. Đây là dòng loa liền công suất, dòng loa AT. Sau đó chúng ta có một chiếc màn hình nè anh chị. Chúng ta có một chiếc màn hình để chúng ta tùy chỉnh cũng như là có thể thêm bát, thêm chép và chỉnh tần số cho một cái màn hình như thế này, chỉ với một nút nhấn và một nút xoay như thế này. Đây là nút master volume. Chúng ta có thể chỉnh dB hoặc là chúng ta chỉnh tần số bát chép sẽ hiển thị trên cái màn hình này và chúng ta chỉnh. Sau chúng ta sẽ có hai cái volume. Đây là hai cái volume. Bên này là volume mở nhạc, bên này là live mic. Chúng ta vẫn có thể mở nhạc qua ngõ này. Line còn lại chúng ta là ngõ out, output là ra, đầu ra của chiếc loa này chúng ta kết nối qua một chiếc loa kế bên là chúng ta có thể sử dụng được hai chiếc loa cùng một lúc. Em xin nhắc lại, đây là một dòng loa AT Romax 110A. Em xin nhắc lại là FPT Romax 110A. Dòng loa này mà chúng ta rap hát karaoke tại nhà thì rất là tuyệt vời nha anh chị. Với một công suất cực đại, chỉ với hai chiếc loa bé bé xinh xinh thì chúng ta có thể hát được. Chúng ta sẽ kết hợp với lại vang số như thường lệ thì hãng loa nào cũng sẽ có được một chiếc tem. Một chiếc tem của các hãng thì theo mình cảm nhận thì chiếc tem của FPT này rất là đẹp, được làm rất là tinh tế. Từ loa, có phải nói là từ loa cho tới tem mạc, hộp để bảo quản một chiếc loa nhìn rất là đẹp mắt. Đây là dòng loa được sản xuất và nhập khẩu tại Italy nha anh chị. Đây là bên hông chiếc loa, có một chiếc wire sub. Đây là một cặp loa FPT Romax 110 vừa khui hộp xong, cũng như là inbox cho anh chị em chúng ta cùng xem. Mình xin nhắc lại là các hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh về dòng loa FPT được nhập khẩu từ Italy, inbox cho bên em nha. Bên em sẽ tư vấn cũng như là nhiệt tình hướng dẫn cho anh chị, cũng như là sẽ tư vấn hết mức có thể về dòng loa FPT để lắp đặt một hệ thống loa karaoke gia đình tuyệt vời, hay nhất có thể trong tầm giá cũng như là chi phí của anh chị bỏ ra. Bên em rất là nhiều các mẫu loa FPT để phục vụ cho anh chị. Vừa rồi chúng ta cũng đã xem vừa rồi anh chị cũng đã xem em khui hộp một chiếc loa FPT như thế này.
Với mức giá thì dòng loa này thì rất là cao nha anh chị. Chủ yếu là vào độ chịu chơi của các anh chị để chúng ta lựa chọn những sản phẩm vừa tầm chi phí cũng như là tiền nào thì của nấy nha anh chị. Khả năng của chúng ta tới đâu thì sẽ chơi tới mức tới đó, nhưng mà theo mình nghĩ thì tiền nào của đó, nếu như anh chị lựa chọn được những dòng sản phẩm cao cấp của dòng loa FPT nhập khẩu Italy như thế này thì phải nói là độ bền cũng như là độ hay, độ xịn thì về dòng loa FPT này không cần phải bàn cãi gì nhiều. Cho nên là theo theo em nghĩ thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu quốc tế như thế này để chúng ta lắp đặt hệ thống âm thanh tại nhà, cũng như là các quán bar hoặc là phòng karaoke, cũng như là các biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp mà chúng ta lựa chọn những dòng này. Dòng loa tuy nhỏ nhưng mà với là công suất rất là lớn. Một cặp loa như thế này nếu mà so với dòng loa của Trung Quốc thì 10 cặp loa của Trung Quốc chưa được bằng một cặp loa này nha anh chị. Vì nếu mà anh chị nào chúng ta muốn trải nghiệm 10 cặp loa Trung Quốc và một cặp loa FPT Romax 110A như thế này, một cặp này sẽ chắc 10 cặp của Trung Quốc nha anh chị. Thì nếu như chúng ta muốn trải nghiệm thì đến tận shop em để trải nghiệm tận nơi và tận mắt, nghe nhìn thấy tại shop thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ hay cũng như là độ la của cái dòng loa FPT này. Vừa rồi chúng ta cũng đã xem em unboxing khui hộp cái chiếc loa này. Thì để tránh mất thời gian của anh chị thì sau clip này em sẽ làm một clip review thử một cặp FPT Romax 110A này cho anh chị em chúng ta cùng xem. Cảm ơn anh chị em Sài Gòn đã dành chút ít thời gian quý báu để xem em review một bộ loa FPT được nhập khẩu từ Italy rất là nhiều. Anh chị em Sài Gòn đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình nha, kênh YouTube cũng như là theo dõi trang fanpage. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip tiếp theo. Bye bye.